Em phải mua đồ cho mẹ cho bé, em đều phải chuẩn bị hết. Đồ ăn uống thì chắc chắn là em sẽ phải nhờ bạn bè này hoặc người thân nấu bên ngoài, sau đó sẽ mang vào cho em. Thực ra đẻ ở đây thì đương nhiên là cũng tốt thôi, nhưng mà cái khi mà mình cách ly ấy, thì mình sẽ không có người thân vào để chăm sóc, mà hai vợ chồng thì sẽ rất là vất vả. Thế nên là em cảm thấy là hôm nay đã rất là sung sướng khi là đã được ra viện rồi. Và hơn nữa là khi mà ra viện mình vẫn rất là kiểu bình an. Vấn đề điều trị về mặt chuyên môn nó không phải là quá phức tạp, nhưng cái khó khăn nhất là động viên tinh thần cho các bạn ý. Bệnh viện cũng đã lên cái phương án thực hiện sẵn một cái khu vực cách ly riêng và một là bố trí một cái phòng mổ riêng để bất kỳ khi nào mà sản phụ chuyển dạ thì đều có thể chuyển xuống, có thiết lập một cái đường dây nóng, bất kỳ thời điểm nào mà có chuyển dạ thì khoa nội sẽ báo trực tiếp được cho khoa sản hỗ trợ và chuyển bệnh nhân xuống thực hiện cuộc đẻ. Hồng lúa, đưa cái ảnh ra cho tôi. Linh đâu, phải lên đi không? Phải lên, vào đây.